Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Trong cuộc thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok diễn ra hôm 5 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nỗ lực của Ukraine nhằm gây rối quân đội Nga bằng cuộc tấn công lớn qua biên giới hồi tháng trước đã phản tác dụng. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định, quân đội của chúng ta đã ổn định được tình hình và đang dần đẩy lùi đối phương ra khỏi lãnh thổ biên giới. Quan trọng hơn, không có sự cản trở nào đối với bước tiến của chúng ta ở Donbass. Chủ nhân Điện Kremlin cho biết thêm, đối phương đã tự làm suy yếu trục chủ chốt của mình bằng cách di chuyển những đơn vị tương đối mạnh và được huấn luyện tốt đến khu vực biên giới. Ông khẳng định, lực lượng Moscow đã giành được nhiều lãnh thổ ở Donbass hơn với tốc độ chưa từng thấy trong một thời gian dài qua. Trong khi đó, quân đội Ukraine đang chịu tổn thất rất lớn về nhân lực và trang thiết bị. Tổng thống Putin nhấn mạnh, chính vì điều đó, tiền tuyến của Ukraine có nguy cơ sụp đổ trên trục quan trọng nhất. Thương vong có thể dẫn đến mất khả năng chiến đấu của toàn bộ lực lượng vũ trang, đó là điều chúng tôi mong muốn đạt được. Theo các nhà phân tích, Ukraine dường như không đạt được mục tiêu này sau một tháng đột kích quốc. Trong một diễn biến khác, cùng ngày 5 tháng 9, Thiếu tướng Apti Alaudinov, Phó Cục trưởng Cục Chính trị, Quân sự chính của lực lượng vũ trang Nga và chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Akhmat cho biết Nga đã tuyên bố chiến thắng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ông Alaudinov bình luận, tôi luôn nói rằng chúng ta đã giành chiến thắng trong hoạt động quân sự này. Nhiệm vụ tiếp theo là làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng chúng ta vẫn là một gia đình đoàn kết, sẵn sàng cho những thử thách trong tương lai. Trước đó, ông Alaudinov nói, quân đội Nga đã ngăn cản Ukraine gửi tiếp viện tới vùng quốc vào ban đêm. Các nhà phân tích và blogger quân sự gần đây cho rằng Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt bom lượn UMPD D-30SN tầm bắn lên tới 120 km. Suy đoán này nảy sinh sau khi một bức ảnh xuất hiện trên kênh Telegram cho thấy một máy bay Su-34 MHO mang theo hai quả bom này. Nga lần đầu tiên sử dụng bom lượn UMPPD 30SN ở Ukraine vào tháng 3 năm nay trong một chiến dịch oanh tạc ở Kharkov. Tháp truyền hình Kharkov được cho là đã bị bom UMPP 30SN tấn công trong một cuộc tấn công vào tháng 4 năm nay. Cũng khoảng thời gian này, Nga đã sử dụng D-30SN trong chiến dịch tra xúc ra. Có rất ít thông tin về UMPP D-30SN. Dự án có thể đã bắt đầu vào đầu thập kỷ hiện tại hoặc sớm hơn. Thông thường sẽ phải mất vài năm để thiết kế và thử nghiệm. Nhưng loại bom mới này được sử dụng trên chiến trường Ukraine từ đầu năm nay. Điều đó cho thấy nó đã vượt qua tất cả các cuộc kiểm tra cần thiết và được bàn giao cho quân đội Nga. Dựa trên các bức ảnh đăng tải trên Telegram, có thể thấy rõ ràng là tổ hợp công nghiệp quân sự Nga hiện đã chuyển sang sản xuất hàng loạt bom dẫn đường. Những quả bom này được thiết kế riêng cho các cuộc tấn công chính xác vào các khu vực gần tiền tuyến và không còn cần đội ngũ kỹ thuật sân bay phải điều chỉnh thêm nữa. Các nhà phân tích cho rằng việc lựa chọn máy bay ném bom cũng không phải là ngẫu nhiên. Tiêm kích ném bom Su-34 HPO đã được hiện đại hóa toàn diện nhằm cải thiện khả năng ném bom. Những nâng cấp này bao gồm hệ thống nhắm mục tiêu và hệ thống điện tử hàng không tiên tiến. Các thành phần cấu trúc được gia cố để hỗ trợ nhiều loại vũ khí dẫn đường chính xác hơn. Trong quá trình hiện đại hóa, Su-34 HPO đã được tích hợp các hệ thống radar và quang điện tiên tiến giúp tăng cường độ chính xác khi nhắm mục tiêu. Ngoài ra, hệ thống liên lạc của máy bay cũng được nâng cấp đảm bảo phối hợp tốt hơn với cả các đơn vị mặt đất trên bộ và trên không. Máy bay cũng được trang bị phần mềm mới để cải thiện độ chính xác khi thả bom, làm tăng hiệu quả trong nhiều tình huống chiến đấu khác nhau. Su-34 HPO có thể thả cả bom thông thường và bom dẫn đường một cách hiệu quả. Theo các chuyên gia, UMPP D-30SN có thể đạt tầm bắn lên tới 120 km, mặc dù con số này là trong điều kiện tối ưu. Trong khi đó, các loại bom trang bị module UMPC chỉ có thể tấn công mục tiêu cách xa khoảng 60 km. Nhờ trang bị động cơ đẩy, mô đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh thế hệ mới của Nga UMPP giúp cho bom lượn có tầm xa lớn hơn nhiều so với khi lắp UMPC như dòng bom FAB. Điều này cho phép UMPP D-30SN được thả từ khoảng cách đáng kể, từ đó giảm thiểu rủi ro cho máy bay khỏi nguy cơ lọt vào tầm ngắm của hệ thống phòng không đối phương. Khi nói đến hệ thống và cảm biến, D-30SN nổi bật với công nghệ dẫn đường tinh vi. Công nghệ này bao gồm cả hệ thống dẫn đường vệ tinh và quán tính, đem lại khả năng nhắm mục tiêu chính xác từ khoảng cách xa. Ngoài ra, cảm biến hiệu chỉnh giữa hành trình bay và khả năng tự dẫn đường đến mục tiêu giúp tăng cường độ chính xác của nó. Đối thủ gần nhất với bom lượn D-30SN của Nga là GBU-39B của Mỹ. Cả D-30SN của Nga và GBU-39B của Mỹ đều tận dụng công nghệ dẫn đường chính xác và có khả năng lướt về phía mục tiêu, nhưng chúng khác nhau về hệ thống, đầu đạn và tầm hoạt động.
Những quả bom này đều được phóng từ máy bay ở độ cao lớn, cho phép chúng có thể lướt được quãng đường khá xa. D-30SN sử dụng phương pháp tiếp cận dẫn đường kép với hệ thống dẫn đường quan tính và GLONASS dựa trên vệ tinh, tương tự như hệ thống dẫn đường GPS-INS của GBU-39B, đảm bảo nhắm mục tiêu chính xác từ khoảng cách xa. Về đầu đạn, D-30SN được trang bị đầu đạn nổ mạnh thông thường, được thiết kế để có độ chính xác cao khi tấn công các mục tiêu kiên cố trên mặt đất. Mặt khác, GBU-39B có đầu đạn nổ phân mảnh nhỏ hơn, nặng 250 pound, tương đương 113 kg, được thiết kế để xuyên sâu, khiến nó đặc biệt hiệu quả khi tấn công các bong ke ngầm hoặc các công trình kiên cố. Thiết kế này giúp GBU-39B có lợi thế khi nhắm vào các mục tiêu được gia cố mạnh, trong khi D-30SN lại vượt trội hơn trong các cuộc tấn công đa năng. Ngày 5 tháng 9, Reuters đưa tin, Nhà Trắng đang chạy đua với thời gian để đưa ra đề xuất mới về thỏa thuận ngừng bắn, thả con tin ở dải Gaza trong những ngày tới. Hãng thông tấn Anh dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, đề xuất mới này nhằm giải quyết các vướng mắc chính gây bế tắc cho tiến trình đàm phán do Mỹ, Qatar, Ai Cập làm trung gian. Dự thảo thỏa thuận mới có thể được đưa ra vào tuần tới hoặc thậm chí sớm hơn. Dù vậy, một quan chức Mỹ giấu tên cũng thừa nhận việc tìm thấy 6 con tin bị thiệt mạng mới đây ở dải Gaza đang làm phức tạp thêm nỗ lực đàm phán. Trước đó, ngày 4 tháng 9, giới chức Mỹ cho biết khoảng 90% nội dung thỏa thuận liên quan đến dải Gaza đã được nhất trí nhưng vẫn còn hai rào cản chính cần vượt qua. Rào cản thứ nhất là yêu cầu của Israel về việc duy trì lực lượng ở hành lang Philadelphia, một vùng đệm quan trọng ở phía nam dải Gaza và giáp biên giới với Ai Cập. Vấn đề còn lại liên quan đến cuộc trao đổi giữa số con tin đang bị nhóm vũ trang Hamas cầm giữ và tù nhân Palestine ở Israel. Hôm 3 tháng 9, năm quốc gia Ả Rập, trong đó có Ả Rập Xê Út cùng với chính quyền Palestine và Ai Cập đã bác bỏ yêu cầu của Israel về việc duy trì lực lượng đã được triển khai ở hành lang Philadelphia. Đến ngày 4 tháng 9, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra tuyên bố tương tự. Trước đó, theo dự thảo thỏa thuận gồm 3 giai đoạn, Israel phải rút khỏi tất cả khu vực đông dân cư ở dải Gaza trong giai đoạn đầu. Tranh cãi hiện nay là liệu hành lang Philadelphia có được xem là khu vực có mật độ dân cư đông đúc hay không. Một giải pháp được tính đến là sẽ xác định rõ những nơi nào thuộc hành lang Philadelphia mà Israel có thể để lại lực lượng. Dù vậy, hôm 4 tháng 9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp tục bác bỏ khả năng rút khỏi hành lang Philadelphia trong giai đoạn đầu của thỏa thuận. Ngoài ra, Israel sẽ chỉ đồng ý ngừng bắn lâu dài sau đó nếu có sự đảm bảo rằng hành lang này không bao giờ được sử dụng làm tuyến đường buôn lậu vũ khí và vật liệu cấm vào dải Gaza cho Hamas. Giới chức Mỹ thừa nhận điều này đặt các bên trung gian vào thế khó, bởi nếu Israel vẫn kiểm soát hành lang Philadelphia, cả Ai Cập và Hamas đều không đồng ý với bất kỳ thỏa thuận nào. Trong tuyên bố đưa ra hôm 5 tháng 9, Hamas cho rằng đề xuất ngừng bắn mới là không cần thiết, cũng như cáo buộc ông Netanyahu đang tìm cách cản trở thỏa thuận bằng cách không chịu rút quân khỏi hành lang Philadelphia. Theo Hamas, giờ là lúc tăng sức ép để Israel đồng ý với kế hoạch của Mỹ mà nhóm này đã chấp nhận trước đó. Ngày 5 tháng 9, một quan chức thuộc Văn phòng Thông tin Cộng đồng tại Bộ Quốc phòng Triều Tiên tuyên bố Mỹ và Hàn Quốc sẽ phải trả giá đắt vì tiến hành cuộc tập trận chiến tranh khiêu khích, quan chức này nói. Quân đội Triều Tiên sẽ không bao giờ dung thứ cho các động thái quân sự của Mỹ và Hàn Quốc đe dọa đến môi trường an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Quan chức Triều Tiên nhấn mạnh, các thế lực đối đầu không bao giờ có thể trốn tránh trách nhiệm nặng nề trong việc làm căng thẳng leo thang và sẽ phải trả giá đắt. Tuyên bố của quan chức Triều Tiên được đưa ra sau khi Mỹ và Hàn Quốc kết thúc cuộc tập trận lá chắn tự do Ulchi, UFS thường niên. Bình Nhưỡng từ lâu đã lên án các cuộc tập trận quân sự chung của đồng minh Mỹ-Hàn, cáo buộc các cuộc tập trận này là hành động diễn tập cho cuộc tấn công nhằm vào Triều Tiên. Seoul và Washington đã bác bỏ cáo buộc này, nói rằng các cuộc tập trận của họ mang tính chất phòng thủ. Trước đó, hôm 2 tháng 9, hàng chục xe đổ bộ chở lính thủy quân lục chiến Hàn Quốc và Mỹ đã tiến vào bờ biển thành phố Pohang, thuộc tỉnh Gyeongsang Bắc, cách Seoul 273 km về phía đông nam, để bảo vệ các khu vực mục tiêu. Hoạt động này là một phần của cuộc tập trận chung được thiết kế nhằm tăng cường khả năng đổ bộ đường biển của liên minh hai nước. Cuộc tập trận đổ bộ bờ biển này là giai đoạn quan trọng trong cuộc tập trận Sangjong thường niên của quân đồng minh, bắt đầu từ ngày 26 tháng 8 và kéo dài trong 13 ngày. Lực lượng biệt kích của hai nước cùng với máy bay không người lái của Hàn Quốc đã trinh sát các khu vực ven biển trước khi máy bay chiến đấu tàng hình F-35B và trực thăng tấn công AH-1Z của Mỹ khai hỏa vào các mục tiêu giả định để bảo vệ khu vực này trước khi đổ bộ. Sau đó, hơn 50 xe đổ bộ của Hàn Quốc và Mỹ tiến vào bờ biển. Tiếp theo là lính dù nhảy từ máy bay vận tải C-130 xuống khu vực mục tiêu.
Cuộc tập trận đã huy động khoảng 40 tàu chiến, bao gồm tàu tấn công đổ bộ USS Boxer và khoảng 40 máy bay, bao gồm cả máy bay V-22 Osprey của Mỹ. Một đơn vị biệt kích cấp đại đội của Thủy quân lục chiến Anh cũng tham gia cuộc tập trận trong năm thứ hai liên tiếp. Cuộc tập trận Sang-yong năm nay có sự tham gia của đội ngũ sĩ quan Hàn Quốc và Mỹ, lần đầu tiên chỉ huy cuộc tập trận. Giám sát cuộc tập trận trên tàu tấn công đổ bộ ROKS Marado của Hải quân Hàn Quốc, bình luận về cuộc tập trận này, quan chức Triều Tiên tuyên bố: "Cuộc tập trận là một hoạt động quân sự vô cùng liều lĩnh và nguy hiểm, giả định một cuộc xâm lược công khai vào lãnh thổ thiêng liêng của Triều Tiên."